Xin chào quý vị khán giả nha. Hôm nay Hoàng Dũng Vlog đến ghi hình anh Phi và chị Huy. Vừa vô tới nhà trọ thấy chị Huy đang bươi gác nhặt dây chai nha quý vị khán giả. Rồi hỏi chị Huy là anh Phi ở đâu, là chị Huy nói là anh Phi đang ngồi nhậu tại quán cô Bảy nha. Đó, bây giờ Hoàng Dũng Vlog cũng đang ghi hình của chị Huy. Coi thấy chị Huy bươi gác để nhặt dây chai đó quý vị khán giả. Rồi trời cũng đang mưa. Đó. Trời cũng đang mưa tại Sóc Trăng nha quý vị khán giả. Đó, bây giờ chị Huy đang nhặt chai chai cũng tại nhà trọ luôn. Vừa tính chuẩn bị Hoàng Dũng Vlog vừa đến thấy chị Huy nhặt chai chai đó, hỏi chị Huy đâu, chị Huy nó đang nhặt chai chai là ở tại nhà trọ và ở bên chùa nha. Đó, ngã xe đạp luôn kìa quý vị khán giả. Rồi mưa gió dữ sao mà chị Huy còn gắng đi lụm đó chị Huy. Trời ơi, bươi gác bươi gì sao mà đó, bây giờ sao không dắt xe đạp lên đó chị Huy. Trời cũng đang mưa nghe quý vị không dạ. Đó, bây giờ mà lý do gì sao mà chị Huy cho anh Phi ngồi ở quán cô Bảy nhậu mà sao mà chị Huy không kêu anh Phi đi mua đi nhặt chi? Cái ổng về không biết về ổng. Uống phê ơi, nhậu ha, uống phê chị Huy. Đó, tối ngày ăn nhậu hoài mà uống cà phê gì. Tại quán cô Bảy đó quý vị khán giả, bây giờ chị Huy chạy xe đạp mình nên đi kiếm nhặt cái chai đó, để một chút xíu nữa Hoàng Dũng Vlog hỏi chị Huy sự việc anh Phi có sai bảo chị Huy đi nhặt cái chai để kiếm tiền cho anh Phi nhậu hay không ha quý vị khán giả. Để một chút xíu nữa Hoàng Dũng hỏi câu chuyện của anh Phi và chị Huy cho khán giả đi cùng xem nha. Lượm về hay chồng soạn đồ bán. Soạn đồ gì? Đó, bây giờ chị Huy đó, anh là sai khiến chị Huy đi nhặt cái chai luôn đó. Bây giờ anh tính làm sao với... Nghe không? Hả? Một chút xíu nữa chị Huy lại thì anh hỏi chị Huy cho cỏ coi. Có phải anh kêu chị Huy không? Đó là chị Huy nói là anh đang uống cà phê. Uống cà phê đâu mà uống cà phê anh. Chị Huy nói anh nhậu ở đây mà anh nói uống cà phê là sao cho anh Phi? Hả? Hết rượu bán. Vậy người ta mua rượu người ta đem về phòng người ta ngồi người ta uống đi. Vợ mình kêu mình đi về sao mà không đi về? Về phòng rồi làm cái gì? Về phòng rồi mua rượu mà 5-10 lít đó rồi ở trong nhà phòng rồi uống. Biết không yêu để tiền. Nãy là anh Phi, em hỏi anh Phi nói là kêu sai khiến chị đi nhặt cái chai mua rượu cho anh phải không chị Huy? Hả? Tự nhặt. Tự nhặt gì sao hồi sáng giờ hai vợ chồng cự lộn, mà nãy là anh Phi nói bây giờ là thấy chị ở bên quán cô Bảy đó rồi tức quá mới kêu chị đi nhặt cái chai, mà chị nói gì vậy chị Huy? Tôi đi ổng không đi. Kêu ai đi? Kêu anh Phi hả? Ừ. Đi nhặt cái chai ổng luôn đi. Sao không bắt anh Phi đi chứ để cho chị đi hoài vậy chị Huy? Ổng không đi biết sao vậy. Thì không có chỗ nào lụm á, tối ngày chị Huy qua chùa lụm bài vậy chị Huy. Không có chỗ nào để cho chị đi nhặt cái chai nữa hả mà có cái chai hả? Rồi chị làm sao mà để cho anh Phi mà chửi chị quá trời vậy chị Huy? Hả? Ổng thỉnh luôn, ổng về ăn cơm, ổng chịu về. Cái ổng về ăn cơm, ổng không về. Rồi sao mà... Ổng về ăn cơm, ổng không về, ổng đòi nó ngồi đó hoài. Rồi bây giờ chị dám thực hiện cho khán giả đều biết không? Bây giờ chị chừng nào mà chị kêu anh Phi không về, chị tán anh Phi vài bạt tay đi thử anh Phi có chịu về hay không? Nó xỉn rồi mà về ăn cơm nữa. Rồi chị mà sao mà để cho anh Phi tối ngày hiếp chị bày vậy chị Huy? Kêu ổng đi, ổng không đi được á. Kêu gì chị sợ anh Phi thì nói sợ anh Phi đi chứ chị nói gì chị Huy? Tối ngày chị sợ anh Phi quýnh chị cái gì? Ổng về, ổng không về, ổng ngồi
Bây giờ chị nhặt dây chai nói chung á ha, là bây giờ khán giả với Mạnh Thường Quân người ta thấy chị đi nhặt dây chai vậy nè, người ta cũng hết thương xót chị rồi đó. Tại vì á là anh Phi, bây giờ chị nói thật chứ cộng đồng mạng đều biết đi đó, anh Phi có sai khiến chị đi nhặt dây chai để cho chị tự đi kiếm vậy. Bây giờ ha, bây giờ chị nói thẳng với nói thật đi đó, mình nói thật chứ khán giả thì biết đi, đừng có giấu giếm gì nữa. Bây giờ chị nói thật đây chị Huy, chứ giờ chị giấu giếm làm gì. Bây giờ mình giấu giếm cũng đâu có còn cái gì đâu, để giấu giếm chị Huy. Chứ bây giờ mình đi giặt cái chai gì nè, bây giờ là nói chung là người ta cũng hết thương hại mình rồi, còn Mạnh Thường Quân người ta cũng biết mình rồi đó, để người ta giúp cho chị vẫn được, mà giúp cho chị và anh Phi thì tới hai ngày hai vợ chồng đi nhậu hoài đó, nên người ta không có còn giúp chị nữa. Tại vì em ghi hình của chị Vi lên ha, là để cho khán giả người ta xem tư cách của chị Vi và anh Phi như thế nào thôi. Rồi em nhặt cái chai tới đập đinh luôn hả chị Vi? Đó thì chị thấy không, chị thấy chị khổ không, chị nhặt dây chai gì đó thấy không. Mà bây giờ thằng chồng á thì ở nhà ở quán cô Bảy ngồi nhậu nhịp trò, còn vợ đi nhặt dây chai đập đinh đập miệng đó, chị cũng hiểu rồi. Bây giờ chị nói thật đi, chị nói thật với cho cộng đồng mạng đều biết đi chị Vi. Đó giờ chị nói thật với cho cộng đồng mạng với cô Mạnh Thường Quân người ta đều biết đi chị Vi. Bây giờ có ai sai khiến chị không, anh Phi có từng sai khiến chị, có từng đánh đập chị này kia, bây giờ chị nói thật đi. Hả? Anh Phi la chị không hả? Rồi có khi nào mà ảnh một ngày nào đó anh Phi không có tiền có kêu chị đi lụm dây chai để mua rượu cho anh Phi không? Không, tôi tự lụm. Hả? Tôi tự lụm. Tự lụm hả? Đó bây giờ anh Phi á thì nằm đó, bây giờ mình để cho anh Phi á sai khiến mình á đó, như con gói của anh Phi gì đó, mà sao mà chị cái ổng về ổng lượm ổng không về làm sao chị Vi? Cái ổng về ổng lượm ổng chưa về lượm gì. Bây giờ anh Phi thì ăn nhậu ngồi một chỗ, chị Vi thì đi nhặt dây chai á, miễn mà toàn là đinh không, hồi nãy mới đập gì vậy, đập miễn hay đập đinh? Đinh. Đó thấy không? Đập đinh. Bây giờ em ghi hình chị ha, nói chung em nói thẳng luôn, em ghi hình chị là không có ai còn mà để giúp đỡ cho chị như là người ta còn thương chị nữa. Hết rồi. Đó. Bây giờ nè, chị nói thẳng với anh Phi nè. Bây giờ anh Phi đi mua thì chị đi lụm, còn anh Phi không đi, anh Phi không đi mua thì chị cũng khỏi đi lụm luôn. Ông Phi nó hết cách rồi, ông không đi mua đâu. Không đi mua thì chị khỏi đi nhặt luôn, hai vợ chồng mà khỏi ông có Phi, tiền. Ông Phi nhậu tới chiều sáng luôn rồi. Nhậu tới chiều sáng vậy cái đó tại mình thôi. Ông không đi đâu. Bây giờ ông Phi không đi thì chị khỏi đi nhặt, chứ chị đi nhặt bây giờ chị đưa tiền cho mua rượu cho anh Phi cũng vậy à. Đó. Không đi đâu mà không đi. Ông ngồi đó luôn rồi, ông nói chừng nào say xỉn thôi à. Say đâu mà say, tại mình thôi, tại cái này là tại chị. Tối ngày chị đi nhặt cái chai hoài à, suốt gì chị à. Rồi mình đi ra đây chị Vi, để hơi ông Lục cả, ông đập chị đó. Để đồ của ông Lục không đó. Mình đập bóng ngoài mà. Đi ra đi để ông công sư ông la gầy đó. Đừng bóng ngoài sao đó. Ở ngoài thấy đồ của mấy ông sư quá trời rồi, rồi chị đó, bây giờ chị cũng biết rồi. Tối ngày chị nhặt cái chai chị mua rượu cho anh Phi không à, mà sao mà chị còn nói nữa. Anh Phi sai kiến chị thì chị nói thẳng cho khán giả đều biết đi, mình che giấu làm gì. Đó bây giờ quý vị khán giả cũng nhìn thấy chị Vi xách cái bao dây chai nha quý vị khán giả. Bây giờ là mấy cô bác anh chị ở bên dòng nước ngoài nước á, thì thấy chị Quy nói chung là cũng người ta cũng hết thương chị rồi. Ông Phi nói hết, ông Phi kêu gì, ông Phi đi mua, ông Phi không đi mua à. Đó bây giờ người ta giúp đỡ cho chị cũng được, mà giúp đỡ cho chị thì chị với anh Phi tối ngày ăn nhậu hoài nên người ta không có giúp nữa. Ông Phi đi lụm, ông Phi không đi lụm.
người ta giúp đỡ cho mà ông Phi không chịu lụm. Thì mình bây giờ á, mình bây giờ anh Phi không đi lụm, ông Phi không đi mua, chị cũng không mua luôn. Ông Phi không mua, tôi tự lụm, tôi kiếm tiền, chị cũng đưa tiền cho anh Phi mua rượu cũng như không à. Ông có tiền, tôi không có tiền, vậy làm gì cho. Làm sao mà chị không cho được, hai vợ chồng sống chung với anh Phi. Anh Phi nói ngọt ngào với chị là chị cho tiền anh Phi mua rượu liền chứ gì. Ông Phi tự xài đó, ai mà cho. Tự xài đó mà tự xài. Đó tối ngày chị cứ lụm nhặt dây chai á, vòng vòng ở trong chùa đó, tại sau này á người ta biết chị là người ta không có cho chị đi nhặt cho vô đây nhặt dây chai nữa. Nói cho chị biết luôn, đó là cấm tuyệt đối không cho chị vô chùa nhặt dây chai luôn. Bây giờ chị nói thẳng với uống cái nào mà say xỉn là nằm chỗ nó không về. Đó bây giờ chị Huy nói thẳng với cộng đồng mạng đây, bây giờ đó là nó mới coi mà ông Huy hết cách chữa rồi, cái nào ổng ở bệnh viện mới chữa. Kia ổng về ông không về, ổng ngồi say xỉn á. Cởi áo ra cho ta quay. Đó, vậy đó ha. Nói lớn cái đầu mà không nghe. Vậy là anh phải hết cách chữa rồi hả? Rồi con chị. Chị có còn cách chữa không? Từ nào mà ta say xỉn á mà không nghe. Nào nằm chỗ á mấy người ta mới nghe. Vậy là anh say từ nào say xỉn á nằm chỗ á. Vậy là chị Vy biết anh Phi hết cách chữa ha, còn riêng chị là vậy còn cách chữa không hay là hết cách chữa luôn? Thì ông Phi hết cách chữa rồi, ăn đi có môn vô là nằm bệnh viện mới hết chửi mới hết bế, hết chửi. Bây giờ anh Phi không có đi mua, chị cũng không đi nhặt luôn, nghĩ đi nhặt luôn. Hai vợ chồng bây giờ chị không có tiền, anh Phi cũng hết tiền cái đó mà mới tự đi kiếm chứ. Ông Phi say xỉn cãi ông, tôi tự kiếm tiền tệ tôi tự xài. Ông không nhận hả? Ông có tiền xài. Tôi tự kiếm, tôi có tiền xài. Là tự chị đi kiếm tiền, chị kiếm được mới có tiền xài phải không chị Huy? Ông Huy không đi mua, không có tiền xài. Vậy hả? Không có tiền mua rượu, không có tiền xài. Đó bây giờ là chị nó có nằm chỗ. Thì bây giờ chị là chị đó bây giờ chị cứ nghĩ đi, chị đi nhặt dây chai mỗi ngày gì đó rồi chị cứ đưa tiền mua rượu cho anh Phi hoài mà. Nằm chỗ. Hả? Có nằm chỗ. Lúc đó là nằm chỗ hả chị Bi? Mệt không chị Bi, đi nhặt gì mệt không chị Bi? Hả? Rồi mệt xong rồi anh Phi về nhà, anh Phi thỏa lo ta, chị cảm thấy là hết mệt rồi phải không? Không đó, ông Phi thỉnh rồi. Trời ơi, anh Phi dụ chị, anh Phi nói nha, ngọt ngào chứ chị là chị thích liền gì. Ông Phi tỉnh rồi, làm được ông Phi đi được nữa. Ông Phi sẽ tỉnh. Đó, bây giờ chị đi nhặt. Chị đi nhặt vậy đó, bây giờ mấy cô bác, anh chị bên dòng nước ngoài nước ta thấy người ta cũng hết thương xót chị rồi. Chứ cho tiền chị thì chị với anh Phi tối ngày đi vô quán nhậu không à, đó là ai dám thương xót chị nữa chị Bi. Ông Phi